cuộc sống của chúng ta luôn vận động và thay đổi. Không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. Có thể ở xa nơi chúng ta sống, có thể là rất gần. Những câu chuyện bất ngờ trong cuộc sống, có thể chúng ta biết hoặc chưa bao giờ nghe. VTC 14, kênh truyền hình chuyên biệt về thời tiết, môi trường và đời sống. Bão số 8, bão Kombasu đang giật cấp 14, hướng vào các tỉnh Bắc Trung Bộ. Từ chiều tối nay, các tỉnh bắt đầu có mưa lớn. Chính phủ ban hành đã quyết định tạm dừng thực hiện chỉ thị 15-16, đồng thời chấm dứt tình trạng cắt cứ cục bộ của các địa phương. Tuyến xe khách liên tỉnh đã hoạt động trở lại từ ngày hôm nay 13 tháng 10 và có 7 sở giao thông vận tải đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với kế hoạch khôi phục các hoạt động vận tải. Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khôi phục lại sản xuất, thế nhưng với việc hàng nghìn người lao động ồ ạt về quê thời gian qua đã khiến các nhà máy có đơn hàng nhưng thiếu người làm. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin sống ngày hôm nay, ngày 13 tháng 10 năm 2021. Tôi là Vân Trang, người sẽ đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Và sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, bão số 8, bão Kombasu đang mạnh cấp 11, giật cấp 14 và hướng vào các tỉnh Bắc Trung Bộ. Từ chiều tối